đâu cũng gặp dễ thế. Mà này, em không sợ thằng chồng em mà. Ui, cái lão chồng em còn đùn gì. Chồng em về à? Làm sao bây giờ? Sao cái giường không có cái chỗ gầm thế này? Bây giờ em cứ bình tĩnh xem nào. Làm gì mà cuống lên thế? Khác có cái. Sao mãi mà em không mở cửa thế? Ai đây? Mình không biết là mà còn phải hỏi. Anh ạ. Cậu là ai đây? Dạ em sửa ống nước anh ạ. Cái nước nhanh tắc quá em thông phát hỏa táng ngay. Sao suốt ngày sửa ống nước thế em? Tuần vừa rồi anh vừa thấy sửa xong rồi cơ mà. Thì anh biết rồi đấy. Cái ống nước nhà mình nó cũ rồi, lâu năm rồi, nên là cứ tắc suốt đi anh ạ. Em phải hỏi anh ấy, có đàn ông trong nhà mà cũng như không, suốt ngày công công việc việc, ống nước trong nhà tắc cũng không biết được mà thông nữa. Đúng, mà thôi, em đã làm xong rồi, cho em xin phép. Anh chào anh. Dừng lại, quay lại đây. Thợ sửa ống nước mà không có dụng cụ gì à? Em quên trong đây. Cậu này là cậu nào không nhỉ? Người mới anh ạ. Dạ vâng ạ, em mới tới ạ. Thôi em xin phép ạ. Dừng lại. Quay lại đây. Quay lại đây. Dạ. Thế sửa ống nước hết bao nhiêu tiền đấy? 1 triệu ạ. 1 triệu? Sao đắt thế nhỉ? Cái cống của anh tặng lâu năm quá. Không có em à, còn lâu mới thông được ý. Em thông phát, phọt ra bao lượng anh ạ. Linh láng luôn ý. Này, cầm lấy. Em xin anh ạ, em chào anh. Em chào chị ạ, chúc anh chị hạnh phúc ạ. Em làm cái gì ý? Mà cứ một tuần anh thấy sửa ống nước một lần thế. Thì cái ống nước nhà mình nó cũ rồi. Mà cái thằng này nó sửa hơi đắt đấy. Cái thằng trước ý, có 500 nghìn thôi đấy. Ui, anh ơi, đắt sắt ra miếng. Cái thằng này nó chuyên nghiệp lắm. Nó thông một cái là nước phun ra luôn mà. Cái cậu từ trước đâu, khiếp, thông cả ngày chả thấy ra tí nước nào. Có khi nó còn làm tắc thêm. Thế em phải lưu cái số điện thoại của cậu này vào nhé. Lần sau tắc cống ý, cứ gọi cậu này. Đắt hơn 500 nhưng mà nó làm tốt. Đắt sắt ra miếng. Dạ. Thôi thế nhá, anh đi nghỉ đây. Chưa được chơi cái gì lại còn bị mất tiền nữa. Cũng là điền thật đi. Người là vui. Đúng là vừa được chơi, vừa có tiền, sướng thật đấy. Mà công nhận cô ta thông minh thật, không ngu ngơ như con mái già. Anh ạ. Đi đâu đấy? Em đi sửa ống nước. Sửa xong chưa? Sửa xong rồi ạ. Trả tiền chưa? Chưa. Bao tiền? 1 triệu ạ. Hay hốt thì mà. Dạ, em xin ạ. Sao suốt ngày có bước hỏng đấy? Buồn cười nhảy hỏng đi chẳng phải sửa. Sao quen thế nhở?